Eric khi hoàng tử trầm lắng rơi trúng động mỏ hỗ nhất sâu 30 anh trai. Negav và chiếc mỏ tiến liên nói không ngơi nghỉ, sơ hở là tiểu phẩm với quang hùng. Pháp Kiều sơ hở là bật chế độ mỏ hỗn, mỗi lần lên sóng là tiếng bíp bíp tràn màn hình. Này anh gung hay là anh cố tình nhảy lên vậy? Ông nín đi, ông nín đi. Một mình Eric không thoại lại ba đứa, bình thường các anh trai hỗn loạn chỉ Eric bình tâm uống miếng trà coi drama. Mặc dù show đã kết thúc sau khi đêm chung kết diễn ra nhưng những màn tấu hề của các anh trai trong chương trình vẫn được fan nhắc đi nhắc lại. Một trong những cái tên làm người xem phải thương dùm trong những tập cuối vừa qua phải kể tới Eric. Bình thường lên sân khấu cực choáy, nhưng ngoài đời có vẻ như Eric hơi rón rén, mảng miếng chưa được năng suất nên thoại, không kịp so với các anh trai. Đã ít nói, hướng nội nhưng Eric trong tập cuối còn va phải tổ đội gồm hai chiếc mỏ tiến lia nhất chương trình là Negav và Pháp Kiều. Trong team còn có Quang Hùng Master đi nhưng sau hơn 10 tập lên sóng thì khả năng tấu hài của anh chàng đã lên level hơn rồi. Eric gần như là người trầm lắng nhất trong suốt cuộc chơi của ba thành viên còn lại. Trong lúc chờ đợi các anh trai, team 4 người Eric, Quang Hùng, Negav và Pháp Kiều đã cùng chơi trò chơi vẽ tranh đoán ý. Pháp Kiều và Negav làm người hâm mộ hú hồn nhất bởi hai người thường xuyên bung xõa chiếc mỏ hỗn của mình. Chẳng trách mà mỗi lần lên sóng thì tiếng bíp bíp từ hai người là nhiều nhất. Quang Hùng dù đã nói chuyện nhiều hơn nhưng vẫn phải tắt điện trước hai đồng đội của mình. Riêng Eric như một thế giới khác, bởi lúc nào quay tới anh cũng là bầu không khí nhẹ nhàng, yên ả, khác hẳn với sự ồn ào của Negav và Pháp Kiều. Thực tế, không chỉ lép vế trong team, Eric giữa 30 anh trai cũng không nói quá nhiều. Anh chàng lên sóng ít cũng là có lý do, vì thoại có kịp người ta đâu. Thay vì lao vào tranh cãi thì Eric ngồi ngoài uống miếng trà, ăn miếng bánh, hóng drama. Không ai nghĩ Eric lại có thể trầm tới vậy, có vẻ là người ít bị tha hóa nhất trong các anh trai. Tuy không nói nhiều, song Eric chứng minh bằng thực lực của mình. Anh chàng đã mang tới những màn trình diễn vô cùng ấn tượng, chỉ tiếc là Eric không được đứng trong hàng năm anh trai debut từ sâu. Dù vậy qua chương trình, nam ca sĩ đã có phần tự tin hơn, cũng được khán giả công nhận tài năng hơn trước.